Em thân mến, hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn các em về cấu trúc của mẫu câu so sánh. Các em quan sát màn hình và ghi bài nhé. Comparis, grammar, comparative, explanative, so sánh hơn và so sánh hơn. À, so sánh hơn. Tức là để hiểu được quay vào đây làm gì, cô giáo nhìn như gì? He's shorter than me. Từ shorter than, đây là cấu trúc của mẫu câu so sánh. Peter drives more carefully than Zach. More carefully than. Đây là cấu trúc của câu so sánh với động từ. À, động từ thường nhỉ? Động từ thường. Dạng từ thì chúng ta phải gì? À, mượn động từ như đầu câu đúng không nhỉ? Sử dụng so sánh hơn để so sánh giữa hai người hoặc hai vật trong các câu thường sử dụng than. Vậy cô giáo sẽ làm một câu cụ thể như sau. Em quan sát so sánh hơn với tính từ ngắn, công thức như sau: F1 cộng to be cộng than cộng a cộng tính từ. F1 cộng to be cộng tính từ cộng a cộng than cộng F2. Và sang so sánh hơn với tính từ dài thì công thức như sau. Giáo giảng nhưng mà giờ mình nói thêm được cộng more cộng tính từ cộng than cộng F2. Đấy là so sánh của cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài. Vậy các em quan sát sang so sánh hơn, cấp so sánh hơn với so sánh hơn nhất với tính từ ngắn và tính từ dài qua ví dụ sau. Các em quan sát trên màn hình. Mũ đô la thầy 10 đô la và cái đồng hồ là 15 đô la. Cô giáo có ví dụ như là cái này nhé. Tức là gì nhỉ? Cái mũ thì rẻ hơn đồng hồ. Đúng rồi, cái mũ có 9 đô la, đồng hồ 15 đô la. Nào cháu B. Cái mũ rẻ hơn. Mày cứ học cái này như kiểu đấy. Sao mà cái đéo gì? Cái đồng hồ thì đắt hơn. À, cái đồng hồ đắt hơn. Cái đéo gì? Đôi à, đôi giày gì đấy. Vậy cô giáo, cô sánh cái sau. Mũ là hết à? He's a cheap piece of the three. Nghe thấy không? Là cái mũ thì rẻ nhất trong. Thế nên là nghe, mày nghe thấy chứ? Dạ. Đó, dùng máy tính là. The most expensive of the three things. Cái đồng hồ đắt nhất trong ba thứ. À, thứ này. Vậy để định nghĩa cho so sánh hơn nhất thì như thế nào? Chúng ta quan sát. So sánh hơn nhất dùng để so sánh giữa ba đối tượng trở nên. Vậy phân hiểu được viết như học lại ra chứ cái này so sánh học rồi đấy. Được viết như sau. Các em quan sát. So sánh hơn nhất với tính từ ngắn mà F cộng chi cộng dơ cộng tính từ. Đúng như mình mời tao vào mình đam mê đéo ấy đài gì cả. Nên mình mời tao vào mình đéo cứ tao mặt đéo gì đài. Công thức như sau. Em quan sát. F cộng to be cộng the most cộng với tính từ dài. Ủa yên để nhéo hàn hoa vào tí nữa. Các tính từ tận cùng là u nãy nhỉ? Thì ta sẽ chuyển y dài thành y ngắn. Thêm ơn. Đấy. Tính từ tận cùng là một âm tiết kết thúc bằng một nguyên âm cộng với một phụ âm. Thì ta gấp đôi phụ âm lên và thêm ơ. Và thêm ơ. Các em quan sát ví dụ như từ hot chuyển thành hotter, big. Nhà cửa này. Ừ, lại ra ta quên rồi đó. Một số tính từ không theo quy tắc trên. À, đây là hơn gì à? Best, best trở thành worst, good, well trở thành better, this trở thành best, much, many trở thành more, far trở thành farther, farther và further, âu chuyển thành older, so sánh giữa hai người hoặc hai vật. Em
Schroeder là so sánh giữa người trong đi lớp có bài ư? Sang so sánh có bài để nà mi. Nó nhiều chết rồi. Cô trên này đi chẳng nhiều đấy cái gì? Francis, Âu, Âu đi. Chắc đi trở thành. Chưa từ đó. Đây là cấp so sánh thân nhất đúng không? Quyền. Chuyển thành. Woodwell trở thành best. Chuyển thành best. Must many trở thành most. Francis và Francis, Âu chuyển thành El, Âu đi. Để so sánh giữa người ngoài và các vật nhỉ trở thành Elvis. Ví dụ Caesar was toy in Nap sẽ là người hoàng đế của nhà nước nhỉ trở về Peter the best student in the school là Peter là chụp lại là một trong những gì tốt nè cô phải giữ đây 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 cô giữ yên này à ừ vậy cô Peter cô giáo yêu cầu các em cái kia ta còn chưa biết sao em không phải ghi bài và các em không phải ghi bài ghi thôi để cho bạn ghi đâu ai nhỉ Dũng 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 cháu cháu của cô ấy đây là nhân viên thêm đi ai phải nào có một nào Dũng nào? Dũng nào không có một nào? Cái màn hình nó bị nổ như thế nào nó cũng như thế này các bạn ạ. Có một các em điền thì nào Dũng? Có một cái gì nào? Phương Anh nào có một nào? Em đâu có một là more difficult. À rồi, thế đáp án nó đúng nhé. Rồi, good. Nào number 2. Number 2 em. Cô giáo mời bạn này hiếu nào. No go number 2 là. Cô giáo bạn là Minh bạn Mai Minh nào. Dạ. Câu 3 là chiếc bàn. Phòng 2 tối hơn phòng 1 đó là nào? Đi đi cho con mấy đứa nó biết rồi. Thì ra rồi. Dạ. Con cô là Đắc Cơ. Đắc Cơ. Con Đắc Cơ. Phương Anh nào? Phương Anh. Em đâu cô thứ ba là Exercise. À, chúng ta chuyển là gì? Expensive là cái gì nhỉ? Từ more và từ gian đúng rồi. Good. Con, lúc có, nước nào? Em ạ. Nước nào? Yeah, chipper. Bách nào? Cô là is a chipper. À, is a chipper. Rồi, good. Is chipper, đúng rồi. Cho thành hơn từ. À, tính từ ngắn, đúng rồi. Nào number 5. Number 5. Bách nào? Bách nào? Cô là Lép à? À. Lép. Rồi. Good. Nào. Con. Giang nào? Giang. Ngày nay thì giàu hơn ngày xưa. Cô là Richard ạ. Richard. Richard. Rồi, chúng ta vừa hoàn thành bài 1 rồi. Bây giờ các em sang tiếp tục bài 2 nhé. Em quan sát bài này. Rồi. Xin lỗi với cô. Bài này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Không. Không. Không biết nào mà. Không biết nào mà. Làm nhanh lên. Giết một đàn nô siêu. Câu 2 là chiếc bơ. Câu 3 là mơ. Đấy ạ. Không biết nữa. Sẽ được rồi nhỉ.
dễ nhớ cái biết chưa thích gì thì không biết đâu. Mà giảng cô không lấy. Các cậu ơi, tắt mic đi, cẩn thận mấy cậu khác nghe thấy lại bắt chước ấy. Đinh Phương Anh có một nào? Đinh Phương Anh có một nào? Dạ, em thưa cô, câu 1 là noisier. Cô kiểm tra án nhá. Tận cùng là y dài, chuyển y dài thành y ngắn thêm, thêm ơ, đúng rồi. Nào, Tuấn Anh 6C nào? Câu 2. Em thưa cô, câu 2 là chipper. À, em thưa cô, câu 2 là chipper. Rồi, good. Em thưa cô, 3 em ạ. Nguyễn Ngọc nào? Nguyễn Ngọc câu 3 nào? Em ạ. Nguyễn Ngọc câu 3. Nào Ly nào, em không vẽ màn hình. Ly nào, em cô. Ánh nào, bắt loa rồi. Các em ơi, 9 giờ sáng ngày mai. Minh Anh nào? Minh Anh 6B. Minh Anh 6B. Em ơi. Em phải bật loa lên chứ. Em thưa cô, em ạ. Em ạ. Có mời Dũng nào? Em thưa cô là more comfortable ạ. Đây là tính từ, từ dài rồi. Dài ạ. Nào, câu số 4 nào? Em ạ. Em ạ. Bật loa để nó gọi nào. Em ạ. Minh Hiếu. Con. Minh Hiếu. Em. Bật loa lên. Ngọc nào? Ngọc Anh nào? Hello. Ngọc Anh làm cái này nào, nhận lên. Em ạ. Vượng làm câu tiếp theo. Trong câu từ dơ, con nghĩ từ gì nhỉ? So sánh hơn nhất ạ. À đúng rồi. Mình dễ mà sao nó quên hết kiến thức của sao? Mới tính từ. Ngắn rồi. Bây giờ tao nhớ là. Em ạ. Bạn hiểu của anh thì anh nhìn ngon. Not beautiful. Em cô. Hello, xin chào các bạn. Em cô. Cô cùng em ạ. Em ạ. Bảo em ạ. Em ạ. Từ từ nắm tay nó không nghe, nó không nhớ sao. Em ạ. Cái ai dư nói rõ mình như tâm. Mình nhìn kinh quá chứ hả? Nhanh anh ơi. Cái ai dư nói rõ em ơi. Quấn mạnh mình vừa nói hát tiếp mà. Nhưng mà mình không mang được tiếng. Em ạ. Bật loa lên chữ Huyền nào. Huyền 6C nào. Nói cô là Mob Beautiful ạ. À. Rồi. Mob Beautiful. Chúng ta sang bài tập tiếp theo. Em quan sát nha. Bài số 3. Bài này nhiệm vụ các bạn phải biết được các tính từ trong này là tính từ ngắn hay tính từ dài. Sau đó chúng ta cái từ đầu tiên nghĩa là vở cả lớp làm bài đi em. Từ đầu tiên hello bật loa này các bạn mới gọi được. Ôi đây thì Nami, không cần ghi đề bài đâu. Câu 1 là mơ cái từ này đọc là gì? Ôi, từ đầu tiên ở câu 1 ấy là gì ạ cô? Luôn chứ đi. Mình đi, mình ai, mình ghi tập bài đi, cửa gọi tay là chết đấy. Giang không nhất. Giờ ghi là gì ta? Chẳng biết là cái câu fluency là tính từ ngắn hay tính từ dài á. Pick Phương Anh nào có một nào? Thôi mà còn nguyễn. Ai sợ pick English? Có lẽ Tuli.
Biết đấy con môi tao. Câu một là tục bái tự nhiên ấy. Phạm Thảo nào, cô một nào. Phạm Thảo nào. Em thưa cô là câu một là I speak English more gradually now than last year. Fluently. Rồi. Rồi, nó dễ quá rồi. Bịt tụ. Quốc câu số 2 nào. Quốc câu số 2. Ô, câu này là gì? Cô là câu 3. Câu 2, thôn lơ. Thôn gì? 3 là 2. Cái gì nào? 2, 2, 2 gì hơ gì? 2 hơ. 2 hít. Hít, vô gian, hay hít, quất cái máy. Đúng nào. Đúng nào. Cô 3 là 2 ơ. Nguyên dấu C. Em là more California ạ. Bây giờ ta nhớ rồi đấy. Rồi. Đó. Number 5. Vậy cái này là ôn lại. Number 5. Yeah. Bây giờ ta không biết đọc cơ. Không biết đọc cơ. Không biết đọc cơ. Bạn yến có sao không? Nói là gì? Cái này đọc là gì nhỉ? Nào, happy. Nào luôn là happy, happy. Happy. Hả? Nào nhìn thương. Happier. Happier. Cô 6 là mo đi đi chơi ạ. Chào cô ạ. Nhà cái đâu ấy? Alo. Dạ. Yeah. Quyền số C. Cô số rồi. Cô số là hơ đơ. Hè đơ. Cô 2 đơ. Con ạ. Cô 7. Cô 1. Cái này là expensive nhé. More expensive. Cái này là có ghép màn hình 7 nhỉ. Trời ơi. Ai biết luôn. À, đi từ. Ok. Mà cô mình giơ tay có cô gọi không? Có. Mình mở đi. Thằng nào cô vẽ đấy. Cô 7 rồi. Mà nó vẽ đây. Cô 7 đang vẽ đây. Cô 7 nhá. Nè. Cô 7 nào. Mò thôi. Mò thì nó được cái gì? Mò không biết cái này được cái gì không? Đây là expensive của cái mò nữa. Cái mò thêm mà happier xong. Câu số 8 nào. Cái gì? Cái này đọc là gì? Important. Important. Bạn Dương nào? Important, important. Expensive. Hello cô, expensive ạ. Con nào? Con em ạ. Expensive. Em. Em ạ. Rồi. Mà để dễ vậy nhỉ? Mình học cô đấy. Rồi bây giờ con giáo chắc vẫn lại đấy à? Vẫn có nhiều đứa ra tay mà. Em thôi, cậu chỉ nghe ạ. Rồi.
Câu 9 em. Em thưa cô là câu 9 là more important ạ. Bỏ bò học ngắn thật đấy. Nắm người ấy, làm mà nó không nặng mà làm mà nó xấu nhỉ. Tuấn Anh. Tuấn Anh. Cái quan trọng là xấu. Học. Em cô có người là happy ạ. Đúng rồi. Để em sẽ ít đứa tay. Lớp mà nó mì đây đấy, còn đâu có anh mì đây. Đúng rồi. Ta chưa biết. Không 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 phủ nhận luôn. Mày là cái gì đấy? Chuyển lên dưới được không? Anh nhìn cái áo gì? Anh ngồi ghi này ngồi đi. It is the interesting story. Cái áo gì? Cái này là long ghit nè. Mày biết đây là long ghit thôi. Cái này tao biết. Long ghit. Mày đừng có vía lên. Mày vía. Làm mình nữa. Đây đâu? Ta biết đâu, ta biết. Chứ biết gì? Ta biết đâu? Cái cầu này, vẽ nữa là từ anh đứng đấy. Tôi vẽ nè. Cô vừa cũng là mẫu hôm sau. Cô vừa tóc mái mỏng, tóc mái dày. Từ như con ta mái mỏng. My class hoa most beautiful. Đây là mày để tóc mái mỏng bằng tao đấy. Nhìn nhá. The most interesting. Ta dáng lúc mày một tí. Mày có sách lớp hả? Thấy tập tập một đâu? Thế là mấy tập một đấy. Mà bao nhiêu năm nay vẫn biết nhiều cái ồn mãi à? Dũng Nam có câu hai. Em thưa. Em thưa cô là câu 2 là Adumok Refugee. Anh Phương, khá mãi vậy. Ai bật cái bài hát ấy? Con. Em. Năm bậc suy. Em ạ. Em phải bật loan không? Không. Mà thứ nào vẽ anh hơi nhất thôi. Anh hơi nhất đâu? Nát. Anh hơi nhất cơ mà. Chắc có ló khá. Ngoài cứ vẽ giờ giờ quéo quéo thành cái đéo gì? Nó thành cái đéo này. Ai biết trên màn hình này? Cô hoa chiếu A thôi. Đúng rồi, lúc nãy em nói là A the most gratefully mà sao cô lại ghi là the most gratefully vậy? Em nhìn mẹ em nhá. Cái nào vừa chừng tìm cái mình ăn thêm. Chị em mấy cô đang dạy béo rồi. Nấp rồi đấy. Nấp mà. Ba mở lên mà xem cái con này nó lay rồi. Béo rồi. Cái ba có cái đây là so sánh hơn nhất. Quay trở về hết vậy. Có chuyện làm sao? Không sao đâu.
hơn nhất. Ô đi. Em. Ô em. Câu bốn em không? E. Không nào. Hiếu nào? Minh Hiếu nào? Tuấn Anh 6C. Em cô ơi, em chưa làm câu này ạ. Câu này em ạ. Em ạ. Em ạ. Em ạ. Em ạ. Em cô kia. Em ạ. Tớ biết ạ. Nào, câu số 4. Dễ quá rồi. Dễ quá rồi. Em cô thành hơn nhất với tính từ ngắn để em cô rồi em với cô số năm em ạ. Còn nào? Còn nào em ạ? Em cô đúng nào? Yeah. Em cô câu số 5 là dơ. Câu số 5 là dơ chip pít ạ. Là dơ chip pít. Rồi, hai bạn trả lời đúng rồi đấy. Bạn Hiếu 6C đang vẽ đúng không? Nào con. Em. Em. Em ạ. Mấy gì? Em ạ. Nó vẽ. Chế ôi, ôi, cô vào cái phần mo quá. Cô vào cái phần mo, cô bấm disable nó hết. Trong đấy lại còn ra nhé. Cô sổ em cô. Em ạ. Câu 6 nào? Em. Em cô, câu 6 là dơ long git ạ. Câu 7 nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.